Ở cái bài học số 4 này là cái bài học cách đặt môi và chúng ta phát âm, có nghĩa là chúng ta thổi cái cây sáo này cho nó kêu. Đó. Ở cái bài học này thì các bạn cần phải mua cho mình một cuộn băng dính để các bạn dính hai cái lỗ trên của cái cây sáo lại. Tại sao lại phải dính? Thì Dương sẽ giải thích các bạn. Nếu như chúng ta hiện tại thì chúng ta mới chỉ biết cách cầm thôi, chúng ta chưa bấm, nó chưa thể kín được. Mà khi mà chúng ta lại quá tập trung vào cái việc cầm và bấm này thì đặt lên môi nó sẽ không được vững chắc với những người mới tập chơi. Thế nên các bạn hãy bịt hai cái lỗ này lại. Đó. Nếu như mở tất ra thì nó là nốt si, và bịt vào thì nó nốt son. Tại sao lại phải bịt? Khi mà mở tất ra, các lỗ này sẽ bị hơi thoát ra ngoài nhiều hơn, tức là các bạn phải tốn một lượng hơi nhiều hơn. Đó. Mà ngược lại, nếu như bịt tất thì các bạn lại cần phải khéo léo và thổi nhẹ vừa đủ. Đó, nhẹ quá không được, mạnh quá không được. Đó là những cái bài tập sau thì để phát âm dễ nhất, đó là nốt son. Thì các bạn bịt hai lỗ phía bên trên này lại, đó chính là nốt son, ta không cần phải bấm nữa. Đó. Vậy thì khi mà chúng ta đặt môi, đó, cách đặt môi như sau. Chúng ta sẽ để môi của chúng ta tự nhiên ở cái cây sáo nằm ngang vuông góc với lại khuôn mặt của chúng ta. Đó. Các bạn dùng hai tay cầm như này để cho nó vững chắc. Chúng ta không cần phải cầm tập như là đang thổi sáo, bởi vì nó sẽ làm nghiêng cái cây sáo chúng ta. Đó, không được chuẩn. Và các bạn mới tập cầm nó đã khó rồi, lại còn bắt đặt vào môi và đặt đúng chỗ thì nó lại càng khó, đúng không ạ? Tiếp đó là chúng ta dùng hai tay chúng ta cầm nó thổi lên vững chắc, môi chúng ta căng ra. Đó, môi chúng ta sẽ có thứ tự như sau. Ta đặt cái lỗ thổi lên môi theo cái lỗ thổi để úp vào cái trung tâm môi chúng ta, úp vào trung tâm môi như này. Đó, úp trung tâm môi. Môi phải đặt tự nhiên, môi không có cười, không có gì cả, đặt vào. Sau đó chúng ta lăn cái cây sáo này ra. Đó, chúng ta lăn cây sáo này ra sao cho cái mép bên dưới cái cây sáo này nằm ở giữa cái môi dưới. Đó, để nó hứng cái hơi của chúng ta. Sau đó các bạn căng môi dưới ra. Đó, mình sẽ làm lại. Lăn ra, đó, không lăn quá và cũng không úp quá. Lăn quá thì chúng ta lại thổi vào cái thành của cái miệng lỗ và không thổi vào lỗ. Đó, chúng ta lăn ra rồi căng môi ra, căng ra. Sau khi căng ra rồi, căng môi ra rồi thì các bạn dùng lực của tay ghi chặt cái cây sáo vào phần môi này. Nhớ là phải ghi chặt. Đó, ghi chặt. Chúng ta lại căng. Ta sẽ dùng cái phần cơ bên dưới này, chúng ta sẽ níu và chặt khỏe cái cơ bên dưới lại này vào, chúng ta sẽ thổi. Đó, mình sẽ làm lại. Đi chặt vào rồi thổi. Đó, các bạn chú ý là chúng ta sẽ thổi từng nốt một. Nhớ là phải ghi chặt. Cái lỗi xảy ra của các bạn đó là khi mà các bạn căng môi rồi, các bạn ghi chặt vào. Đấy, và các bạn níu phần hàm dưới, cái phần khoang miệng bên dưới này lại thì cái môi của bạn lại bị trục. Nhiều người là bị như thế này, úp vào, mở ra, căng ra, dí vào rồi xong lại khi mà các bạn níu cái hàm bên dưới lại thì cái môi của bạn lại bị trùng lại và cái sáo nó không còn ở vị trí như lúc chúng ta ghi vào nữa. Đó, khi mà ghi vào sẽ đẩy môi của ta sang hai bên, đó, để dí với cái sáo vào và chúng ta lấy hơi như ở bài trước tập luyện. Dài đó, nó son. Thổi mạnh thì là nốt son ở bên trên. Đó. Ở bài này Dương không quan tâm các bạn thổi nốt gì, miễn làm sao cho nó kêu. Đó, kêu ra âm thanh của một cây sáo chứ không phải là kêu ra âm thanh của những cái tạp âm bên ngoài. Đó. Nhớ là cố gắng là chúng ta sẽ cảm nhận những cái lỗ thổi ở môi chúng ta như cái bài trước là nó tròn và nó nhỏ. Lấy hơi và thổi theo từng hơi dài, nhớ là phải từng hơi và không mạnh quá, không nhẹ quá, mục đích để chúng ta phát tiếng kêu chứ chúng ta chưa cần là nốt gì hay là như nào cả. Đó, rồi khi mà nó kêu rồi thì chúng ta phải duy trì cái luồng hơi đó, không mạnh lên nữa và cũng không nhẹ đi thì cái nốt đó mới được ngân dài. Đó, ví dụ nếu các bạn kêu rồi và các bạn thổi mạnh hơn nó sẽ biến những nốt khác của nó sẽ biến mất. Đó, nó sẽ trượt ra ngoài hoặc là cái lỗ thổi của chúng ta sẽ không còn tròn nữa. Cơ môi của bạn mới tập thì nó sẽ không thể khỏe, nó không thể giữ vững chắc cái lỗ thoát hơi nó tròn mãi được, mà nó sẽ bị mềm và nó sẽ bị
bị tóe hơi ra ngoài đó, chúng ta cần phải khỏe cái cơ môi. Muốn như vậy ta phải tập luyện đều đặn. Đây là một trong những cái bài quan trọng nhất của người học sáo. Nếu như bài số 4 này các bạn không thực hiện được thì đừng xem tiếp clip số 5 để làm gì cả, vô nghĩa. Bởi vì các bạn không, khi mà thổi không kêu thì bài số 5 các bạn không có thể học được. Đây là một cái bài cũng rất quan trọng đó, mình sẽ làm lại một lần nữa. Đưa cái sáo úp vào trong trung tâm miệng rồi lăn ra, không lăn quá, không úp quá, căng môi ghì vào, sau đó ta mới nhíu lại. Nhớ là ghì vào, cái quy trình mà ghì vào và níu lại thì phải cái phần môi được đẩy sang hai bên ấy, phải được giữ lại như thế. Đấy, nhiều người là khi các bạn níu lại là cái môi lại co lại, níu co vào rồi cái sáo lại bị đẩy ra ngoài, không cần dí và chặt vào nữa, thế thì không bao giờ thổi được. Đó, các bạn có thể tự nghiên cứu theo cái cách vật lý, những cái nguyên lý đó là môi của chúng ta hứng lên các lỗ, cái lỗ hứng của môi chúng ta, hứng lên hơi của chúng ta thổi vào trong cái lỗ thổi này phát ra tiếng kêu. Chúc các bạn sớm hoàn thành được cái bài số 4 này, một trong những cái bài cực kỳ quan trọng quyết định bạn có biết thổi sáo hay không là ở bài số 4. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.